20. Quán âm và thổ địa Ở đâu cũng có một ông thần thổ địa, giống như mỗi địa phương phải có một quan chức an ninh vậy. Nhưng ở chân núi Hoa Oanh tỉnh Tứ Xuyên lại không có thần thổ địa. Tại sao lạ vậy? Về chuyện này, ở đây có một câu chuyện khá thú vị được lưu truyền lúc đó ngôi chùa ở ngũ lý pha dưới chân núi hoa oanh đang được trùng tu dân chúng ở ngũ lý pha là những phật tử thuần thành ai cũng đóng góp tiền bạc mướn vài chục người thợ gạch thợ nề về tu sửa ngôi chùa nhưng chỗ xây cất cách thị trấn rất xa trên núi lại khó kiếm thức ăn thức uống họ bèn mời một người tới chuyên lo nấu ăn cho thợ thuyền nhưng điều kiện làm việc quá khổ cực nào gánh nước nào nấu nướng thật là nhọc nhằn người nào tới cũng chỉ làm được vài ngày rồi xin thôi vì làm không nổi mời người khác đến thay thế cũng chỉ được vài ngày rồi cũng đi một hôm có một ông lão râu trắng đến tìm vị trưởng lão cai quản việc sửa chữa ngôi chùa nói rằng mình tự nguyện lên núi nấu cơm cho thợ. Vị trưởng lão nhìn, ông lão râu tóc bạc phau phau, tạng người thì gầy còm, với cái tướng ấy thì làm sao gánh nước thổi cơm nổi, nghĩ vậy ông bèn can. Thưa cụ, việc này không phải là một việc nhẹ nhàng đâu, phải gánh nước, thổi cơm, mà gánh nước thì phải đi thật xa mới có được, chùa đã mời nhiều thanh niên trẻ tuổi về làm mà tất cả đều chỉ làm có vài hôm là xin nghỉ hết. Họ than cực quá làm không nổi. Vậy thì cụ làm sao chịu được? Ông lão cười ha hả trả lời. Làm nổi, làm nổi. Ông đừng có chê tôi lớn tuổi. Cái bộ xương già này còn chịu cực được mà. Mấy ông thợ làm việc mệt nhọc như thế để xây chùa sửa miếu. Nếu không cho mấy ông ăn uống đàng hoàng thì họ lấy sức đâu mà làm. Xin trưởng lão an tâm, tôi cam đoan không thua gì bọn trai tráng khỏe mạnh đâu. Tôi không sợ mệt, dọn cơm chắc chắn không bao giờ trễ nải trưởng lão nửa tin nửa ngờ nhưng không có lời nào để đối đáp với ông lão hơn nữa người có khả năng thì lại kiếm không ra nên đành chấp thuận vậy ông lão quả nhiên nói không ngoa làm việc vượt hẳn bọn trai tráng ông đi thật xa mới tới cái suối trên núi để múc hai thùng nước thật đầy gánh về đường đi cũng phải dài dặm, thế mà ông lão da mồi tóc bạc này lại gánh một cách nhẹ nhàng thư thái, đi nhanh như bay, đi đi về về mấy lần là các lưu nước trong chùa đã đầy ấp. Gánh nước xong xuôi, ông lại lên đến giữa núi nhặt củi, và chẳng bao lâu ông lại cõng về một bó củi thật to, thông thả, ung dung, trồng củi ở trước cửa nhà bếp để phơi nắng cho khô khoảng một giờ trước bữa ăn ông mới bước vào nhà bếp và thật là thần kỳ chỉ trong một giờ mà ông đã sửa soạn xong bữa cơm cho vài chục người ăn tất cả đều được bày biện tươm tất trên bàn cơm thơm phân phức rau thơm lừng lựng thợ thuyền ăn ngon miệng nên luôn luôn hớn hở tươi cười ông lão là người rất tốt gặp thợ thuyền lúc nào cũng chào hỏi chuyện trò vui vẻ thợ mà có bệnh là ông lập tức lo lắng cho đem trà đem nước cho uống tận tình nhưng ông có một khuyết điểm lớn là hay nói thích la cà chuyện phiếm với những người thợ trẻ tuổi mà nói toàn là chuyện nghe có vẻ như khoác lác thần kỳ ví dụ lúc còn trai trẻ ông đã một mình đánh đuổi được hơn một chục tên cướp hay là ông ăn uống rất khỏe có lần đánh cá với người ta ông đã tu cả chục cân rượu già một lúc ông lại kể đã từng đánh nhau với yêu quỷ rất nhiều hồ ly tinh đã bị ông đánh cho chạy dài ngoài ra ông cũng đã gặp rất nhiều bồ tát thần tiên nữa lúc cao hứng nói chuyện như thế ông quên cả thời gian có một lần gần tới giờ cơm chiều rồi mà ông hãy còn đứng ba hoa với những người thợ mới vừa bãi việc. Một vài người thấy trời sắp tối mới nhắc rằng: "Ông ơi, ông nhìn coi đã giờ nào rồi, ông mau về nấu ăn đi chứ, trời sắp tối, ông chưa đi thì bao giờ mới được ăn cơm?" Ông lão nói: "Ờ ờ phải rồi, đúng đó, trời đã sắp tối, nhưng mấy chú đừng lo, tôi về làm một chút là xong liền." quả nhiên ông lão về đến nhà bếp rồi chỉ một chút xíu sau là gọi mọi người vào bàn và trên bàn cơm rau đã dọn ra sẵn sàng có người thấy điều ấy lạ lùng bèn hỏi ông lão ông ơi ông làm sao mà mau quá vậy ông lão đáp à à tại tôi đã làm xong từ trước lâu rồi tuy nhiên cơm canh còn nóng hổi còn bốc khói nghi ngút không thể nào nói là làm xong từ trước được nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả chỉ khen ông lão nhanh nhẹn và ăn cơm một cách khoái chí vui vẻ có một lần ông lão lên núi gánh nước gánh nước xong liền đi nhặt củi hôm ấy có thể nói là khó tìm hơn mọi lần nên ông lão đi thật lâu khi ông dắt củi trên đường về thì đi ngang qua công trường xây chùa đúng ngay lúc ấy có một người thợ sơ ý bị một viên gạch từ trên nóc chùa rơi xuống trúng lỗ đầu ông lão thấy thế bèn ở lại giúp mọi người săn sóc nạn nhân nào cổng anh ta đến một túp lều gần đó vừa sức thuốc vừa băng bó vết thương bận biệu một lúc thì đã đến giữa trưa phải có người nhắc nhở ông ơi gần giữa trưa rồi mà ông vẫn chưa đi làm cơm bây giờ làm sao cho kịp ông lão chỉ nói ai chà giữa trưa rồi hả thôi thôi tôi phải đi gấp lúc ấy thợ thuyền đã ngừng tay cùng nhau đến phòng ăn thì thấy ông lão đi như bay vừa qua mặt họ mọi người nghĩ rằng ông lão đã giúp chăm sóc người thợ bị thương quên cả làm cơm nên chắc chắn hôm nay sẽ bị ăn trễ và phải chờ đợi thế nhưng kỳ lạ thay họ vừa bước tới phòng ăn thì thấy cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn ông lão đứng đó không lộ gì là cấp bách cả điều này làm cho mọi người phải kinh ngạc thầm nghĩ ông lão này hẳn phải là thần tiên ông chỉ tới trước có mấy phút mà làm xong mọi sự rồi sao có người lại hỏi ông ông bèn cười ha hả à à à đó là làm xong từ trước rồi tuy nhiên từ hôm đó trở đi có một người thợ để ý theo dõi ông lão theo dõi ông một lúc thì khám phá ra rằng mỗi ngày ông lão chỉ gánh nước nhặt củi chứ không hề làm cơm cả ngày ông ở ngoài đường và hiếm khi đặt chân vào nhà bếp thế như ngày nào đi làm về cơm nước cũng được nấu nướng xong xuôi chỉnh tề người thợ nọ không nhẫn nại được nữa bèn hỏi thẳng ông lão ông ơi sao mỗi ngày chỉ thấy ông đi gánh nước nhặt củi chứ đâu có thấy nấu cơm vậy cơm canh này là do ai nấu vậy ông lão bị hỏi bất ngờ chỉ ấp à ấp uống không nói được câu nào người thợ lại hỏi ông nè ông nói thiệt đi có sao nói vậy ông đừng có giấu ông có phải là bồ tát không ông lão bị đẩy vào chân tường nên không có cách nào hơn là nói thật tôi không phải là bồ tát à thôi được tôi nói thiệt cho chú nghe cơm này không phải do tôi nấu chú muốn biết ai nấu thì đi theo tôi nhưng có điều tôi cho chú xem nhưng bằng bất cứ giá nào chú cũng không được kể lại cho người khác biết chú mà nói ra là chết tôi đó nói xong ông lão đưa người thợ len lén đến nhà bếp từ khe cửa bên ngoài nhìn vào trong ôi trong bếp khói bốc mịt mù quả nhiên có một người đang bận rộn thổi cơm ban đầu khói dày quá nên không nhìn rõ được người đang thổi cơm một lúc sau khói tan bớt đi thì mới thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp, người quấn một cái váy theo hoa lan, thái rau làm bếp, vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn. Người thợ từ bên ngoài đờ người ra, anh ta phải kiển chân để nhìn cho rõ. Quá kinh ngạc nên vô ý, động phải cánh cửa, khiến cánh cửa mở toan ra. Cô gái thấy có người nhìn trộm, bèn chui vào lò lửa đỏ rực mà biến mất ông lão ngây người ra một lúc rồi than rằng ôi trời ơi chú nhìn trộm đủ rồi mắt mớ gì mà chú làm bật tung cánh cửa vậy bây giờ khổ thân tôi rồi bồ tát quán âm bắt tội tôi tôi phải làm sao đây thì ra bồ tát quán âm biết chùa đang tu sửa xây cất mà thiếu người nấu cơm vấn đề trở nên nan giải vì thế ngài âm thầm đến để giúp đỡ ngài bàn tính trước rất kỹ với thổ thần địa phương chia việc ra minh bạch thần thổ địa thì gánh nước nhặt củi đồng thời giữ bí mật cho ngài ở trong nấu bếp nhưng vị này lại quá thích ba hoa nên đã để lộ bí mật khi người thợ đi khuất rồi ngài quán âm mới từ lò lửa bước ra trách thần thổ địa rằng ông gánh nước thì lo gánh nước Ta đã dặn ông không được nói rùm beng lên mà ông không nghe lời, còn đem người lạ đến nhìn trộm là nghĩa làm sao? Bồ Tát nói đến đây bèn dùng cái phất trần đuổi mũi quét một cái, quét thần thổ địa bay ra xa tới hơn chục dặm, không cho ông được làm việc chung với ngài nữa. Vì thế, chùa được trùng tu xong, ở núi Hoa Oanh, nguyên một vùng trong vòng hơn 10 dặm không có thần thổ địa. 21. Hoa đạo vẽ trộm tượng La Hán Xưa thật là xưa, trên đảo Tù Tiên có một ngôi chùa tên là Linh Âm Tự. Vị thầy trụ trì pháp hiệu là Hoa Đạo. Khách hành hương lai giảng không đông, nên mức sống của chùa cũng hơi khó khăn. Một năm kia thầy Hoa đạo lên Phổ Đà Sơn dự lễ khai quang của Bồ Tát Quán Âm, nhìn thấy chùa Pháp Vũ có La Hán đường, trong đó có 18 tượng kim thân La Hán, thần thái mỗi vị mỗi khác, hấp dẫn khách hành hương đến rất đông. Thầy nghĩ, giá như Linh Âm tự cũng xây một phòng La Hán đường, đắp 18 tượng La Hán thì chắc là tiền hương hỏa sẽ khá lên rất nhiều. Nghĩ thế xong, trong trí thầy chợt lóe lên một mưu kế, thầy bèn xuất tiền mướn một vị du tăng biết vẽ, nhờ vị ấy vẽ trộm phạm tướng của 18 La Hán, đem trở về linh âm tự, rồi vội vội vàng vàng xây một tòa La Hán đường, nắng 18 tượng La Hán một cách qua loa sơ sài quả nhiên la hán đường lôi cuốn rất nhiều thiền nam tín nữ nguyện vọng của thầy hoa đạo đã được thỏa mãn nhưng không ngờ việc thầy nhờ người vẽ trộm tượng la hán không hề thoát khỏi cặp mắt của quán âm đại sĩ xây la hán đường tạo tượng la hán thật ra không có gì đáng trách nhưng động cơ của thầy hoa đạo khi làm việc này thì không được chính đáng cho lắm khiến quán âm cảm thấy khó chịu trong lòng một năm sau quán âm đại sĩ bước lên đài sen bay đến gặp thầy hoa đạo và thăm linh âm tự một phen hôm ấy thầy hoa đạo mặc tăng bào bằng lụa trên khoác chiếc cà sa dệt bằng cỏ đay đang vui vẻ tháp tùng một vài vị tài chủ quyền quý đi dạo trong la hán đường bỗng nghe một chú sa di thưa rằng ngoài khách đình có một vị xưng là thiền sư diệu hải đến thăm chùa thầy đành cáo biệt các vị thí chủ ấy và bước đến phòng khách với một dáng điệu hiên ngang cao kỳ ngước mắt nhìn thầy chỉ thấy thiền sư diệu hải nọ đầu đội mũ tăng cũ kỹ chân mang giày cỏ rách mướp thân khoác cà sa vải thô cổ đeo chuỗi tràng hạt nhỏ rứt tuổi không ngoài ba mươi chỉ có tướng mạo thì có thể nói là phi phàm thầy hoa đạo hỏi thăm qua loa hỏi một cách lạnh lùng thiền sư quan lâm chùa nghèo này là để giảng kinh thuyết pháp hay là thầy cố ý bỏ lửng cuối câu và nhìn thẳng vào mặt thiền sư diệu hải không chớp mắt thiền sư diệu hải cười nhẹ đáp rằng trên đường hóa duyên đi ngang qua đây tôi muốn xin thầy cho tôi ở trọ quý chùa vài ngày vì có chút tịnh tài muốn cúng dường lên phật thầy hoa đạo nghe có chút tịnh tài muốn cúng dường lên phật mới bảo chú sa di dọn chỗ ăn chỗ ngủ cho khách còn mình thì từ đó không buồn để ý đến thiền sư diệu hải nữa Thiền sư Diệu Hải thấy thầy Hoa đạo đối với mình lãnh đạm như thế thì chỉ lắc đầu cười buồn, nhưng lại lợi dụng cơ hội ấy để được hưởng cảnh thanh nhàn tự tại, từ sáng đến tối chỉ đi dạo trong La Hán đường. Ngài thấy tuy bên ngoài nhìn thì rất đẹp mắt nhưng móng nhà, khung nhà xây lại không chắc chắn chút nào. Hơn nữa 18 tượng La Hán, tượng nào cũng đắp sai kiểu nên trong lòng có phần bất mãn và lo lắng nhưng phần bất mãn thì ba còn lo lắng thì lên tới bảy phần chiều hôm sau thiền sư tìm thầy hoa đạo nói rằng la hán đường của quý chùa khung nhà thì không vững tượng la hán thì đắp sơ sài cẩu thả móng nhà thì lún xuống một cách nguy hiểm nếu không mau sửa sang lại thì 18 tượng La Hán thế nào cũng bị hủy diệt. Nghe thế thầy Hoa Đạo không chút bằng lòng, chỉ lạnh lùng niệm một câu A-di-đà Phật, rồi phớt tay áo bỏ đi. Thiền sư Diệu Hải nổi giận, thoạt đầu tính dùng lời nghiêm nghị quở trách như nghĩ lại, thầy Hoa Đạo hiện đang tự mãn đắc ý, trách thầy không ít lợi gì, thôi thì để cho sự thật dạy cho thầy bài học vậy sáng sớm hôm sau thiền sư diệu hải múa bút đề ba chữ lớn đại bi sơn để lại và lặng lẽ rời bỏ linh âm tự ba chữ đại bi sơn ngụ ý người mượn cửa phật để mưu cầu lợi dưỡng là người rất đáng thương mà cũng ám chỉ người viết ba chữ ấy chính là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát tiếc rằng lúc ấy thầy hoa đạo không hề hiểu ý. Ba năm sau một đêm nọ sấm chớp ầm ầm, mưa gió tơi bời, bỗng nhiên nghe tiếng rầm rầm, là hán đường của Linh Âm Tự, móng nhà lỡ sụp, khung nhà nghiêng đổ, 18 tượng La Hán cũng ngã lăn ngã lóc, khiến thầy Hoa Đạo cứ điếng người kinh hãi, nhớ lại lời thiền sư Diệu Hải, hối hận thì không kịp nữa. Chùa Linh Âm bị tai nạn như thế, khách hành hương cũng thưa dần và lạnh nhạt đi thầy hoa đạo không còn mặt mũi nào giữ chức trụ trì ở đấy nữa nên cũng âm thầm ra đi dân du bốn phương sau đó nhiều năm thầy đã nếm đủ mùi gian khổ cuối cùng cũng tỉnh ngộ thầy bèn trở về linh âm tự kiếm lại mấy chữ mà quán âm đại sĩ đã viết đóng khung thành một cấm biển và treo trên cửa vào của chính điện còn mình thì chỉ là một vị thầy tu làm việc khổ nhọc chân thành tụng kinh niệm phật để chuộc lỗi lầm xưa 22 Chuông Thần Xưa thật là xưa, chùa Pháp Vũ chỉ là một cái am nhỏ, tên là Am Hải Triều. Vị tổ thứ nhất của Am Hải Triều tên là Đại Trí, đã dày công đúc một cái chuông đại hồng bằng đồng đen, nặng hơn 7.000 cân, treo tại lầu chuông. Mỗi ngày sáng và chiều thỉnh chuông hai lần, tiếng chuông trong trẻo rền gian dư âm tới cuối ngày vẫn chưa dứt cho đến long dương ở thủy tinh cung biển đông hải cũng nghe thấy suốt ngày đứng ngồi không yên chỉ muốn dẫn một đạo binh tướng cá tướng rùa đến ngoài bãi cát thiên bộ xa bái kiến ngài quán âm về sau có bọn cướp hồng mao xâm nhập phổ đà sơn đi đến đâu là cướp bóc tài vật của dân chúng đến đó. Nghe nói chuông đồng của Am Hải triều là một bảo vật, nên tên đầu sỏ của bọn Hồng Mao phái khoảng 10 tên cướp lực lưỡng hấp tấp khiêng chuông đồng lên tàu đang đậu ngoài khơi trở về nước của chúng. Tàu cướp về đến nước Hồng Mao, bọn giặc phải ra sức bằng hai cọp chín râu mới khiêng nổi chuông lên bờ. Nhưng vừa đến cửa thành thì chúng làm cách nào cũng không nhấc nổi chuông đồng. Cả bọn nhốn nháo cả lên, diện binh thêm cả một đoàn người đến góp sức làm gãy mấy cây đòn bẫy mà chuông vẫn không xê xích một tơ một hào nào. Việc này làm chấn động toàn quốc, vua nước Hồng Mao cũng cảm thấy lạ kỳ, bèn đích thân ra khỏi thành để nhìn tận mắt, nhưng khi ông vừa bước chân đến cửa thành thì chiếc chuông đồng tự nhiên kêu lon con một tiếng và lún dần xuống đất, chẳng bao lâu thì bị đất bùng lấp kín. Nhà vua bất mãn kêu người đào chuông lên, đào ngày đào đêm, không những không đào được chuông mà chuông ngày càng lún sâu xuống. Vua hoàn toàn cục hứng, chỉ biết bỏ cuộc và ra lệnh, từ đó không còn ai được đào chuông nữa thoáng một cái mà hơn 10 năm trôi qua, nước hồng mau có một vị quốc dương khác lên ngôi. Một hôm, chỗ cái chuông bị chôn đột nhiên vang lên tiếng đinh đon, ngày đêm không ngừng, khiến cho người hồng mau sợ hãi hoảng hốt. Vị quốc dương mới, đứng ngồi không yên, dội vàng hạ lệnh đào chuông thần lên. Phải đào chuông thần lên. Người hồng mau đổ về từ bốn phương tám hướng, cửa thành trở nên chật ních người đông như kiến và trẻ lớn bé đều một lòng cầu nguyện thượng đế bảo hộ cho họ bình an một mặt nguyền rủa bọn cướp biển đã cướp chuông thần về cuối cùng chuông lớn được đào lên rồi trên mặt chuông có khắc rõ ràng bảy chữ nam hải phổ đà am hải triều vị quốc dương mới đã mời đến vài chục người tu đạo của họ Ngày đêm thay phiên nhau khấn vái, nhưng tiếng chuông rền gian trong trẻo vẫn không chịu ngừng. Vị quốc dương này mới nghĩ rằng nếu giữ chuông trong nước mãi, thì cả nước sẽ phỉ nhổ ông, vì thế quyết định trả chuông về xứ sở. Nhưng cái chuông ngàn cân như thế làm sao chở về nổi? Quốc dương và quận thận trong triều ai cũng lo âu phiền não. Có một nhà buôn người Phúc Kiến đúng lúc ấy đang ở nước Hồng Mau buôn bán. Khi biết được tin này, ông vội vàng xin ý kiến quốc dương và trình bày ý nguyện phụ trách việc chở chuông thần về cố hương. Quốc dương rất vui mừng, lập tức gọi một vị đại thần đưa ông đi đến chỗ chuông thần ra tới ngoài cửa thành nhà buôn phúc kiến chạy đến xem thì quả nhiên thấy đây là thần khí nhà phật của nước mình lập tức quỳ xuống thành tâm khấu đầu đảnh lễ ba lần đầu đập xuống đất thật kêu tiếng chuông thần bỗng nhiên ngừng bặt người hồng mau đứng nhìn xung quanh reo hò hoan hô từng đợt các vị thầy của am hải triều nghe nói đã tìm được chuông thần về vội vàng xuất công xây một lầu chuông mới nhà buôn phúc kiến hộ tống chuông thần vượt trăm sông ngàn núi mới về tới phổ đà sơn ngày chuông thần về tới là ngày lầu chuông cũng vừa xây xong tất cả các thầy của am hải triều đều ra sức người kéo kẻ khiêng treo chuông thần lên lầu chuông mới Tiếng chuông trong trẻo của am hải triều lại gian rền trở lại trên khắp đảo từ đấy. 23. Hòa Thượng Lịch Sơn Bắc Rùa Trước cửa chùa phổ tế có một hồ sen. Hoa sen ở đó đặc biệt tinh khiết, hương thơm đặc biệt ngào ngạt. Năm ấy có một viên khâm sai của hoàng thành đến chơi phổ đà sơn được ăn một bát chè hạt sen thơm phức về tới triều đình bèn hết lòng tán dương khen ngợi nhà vua nghe được bèn hạ thánh chỉ truyền lệnh mỗi năm phổ đà sơn phải tiến cống hạt sen từ đó trở đi hạt sen trong hồ bị đưa lên triều cống cho hoàng đế không chừa một hạt nào còn lại Chư tăng trong chúng ai cũng căm phẫn nhưng không ai dám lên tiếng. Về sau có một vị hòa thượng đến chùa Phổ Tế cư ngụ, ngài tên là Pháp sư Lịch Sơn. Vị hòa thượng này râu trắng dài tới ngực, lông mày dài che mặt, khí phách phi phàm, được mọi người mệnh danh là lão tăng trăm tuổi. Hòa thượng Lịch Sơn nghe nói mỗi năm Phổ Đà Sơn phải triều cống hạt sen cho hoàng đế trong lòng không phục bèn viết gửi lên triều đình một bản tấu thư tâu rằng trong hồ có một con rùa đen đã thành tinh rất ham ăn đêm nào cũng về ăn dụng hết hạt sen trong hồ nên hạt sen vô cùng khan hiếm thỉnh cầu hoàng đế miễn cho việc triều cống hoàng đế nhận bản tấu thư xong thì giận quá râu tóc dựng ngược cặp mắt muốn lồi ra ngoài ông thừa biết hạt sen của Phổ Đà Sơn hàng năm phải hiến cống triều đình, tất cả đều dành cho ông dùng. Rõ ràng họ muốn nhục mạ ta là con rùa đen thành tinh đây mà. Nghĩ thế xong, ông nắm lấy ngự bút, toàn viết lời phê phán, xong vừa mới viết xuống bốn chữ, lịch sơn hòa thượng thì ngừng lại. Tại sao vậy? Ban đầu, ông tính viết là lịch sơn hòa thượng nhục mạ hoàng đế, xử tử nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không được trong bản tấu thư giấy trắng mực đen ghi rằng con rùa đen thành tinh ăn dụng hạt sen làm sao có thể bảo đó là một câu nhục mạ hoàng đế được kết tội lịch sơn hòa thượng nhục mạ hoàng đế há chẳng phải ngầm công nhận rằng hoàng đế chính là con rùa đen thành tinh ăn dụng hạt sen hay sao làm thế thì tránh sao khỏi bị thiên hạ chê cười phải tìm một cách khác để trừng trị lịch sơn hòa thượng mới được. Một tay cầm ngự bút, một tay cầm bản tấu thư. Cuối cùng, ông cũng tìm ra được một cách. Ông ngoái bút một lúc rồi đổi lời phê như sau. Lịch sơn hòa thượng có nhiệm vụ phải bắt con rùa đen thành tinh. Nếu không bắt được, xử tử sau đó ông phái vị khâm sai bữa trước trở lại phổ đà sơn tuyên đọc thánh chỉ chư tăng của phổ đà sơn nghe xong thánh chỉ ai cũng sững sờ và kinh hoàng chỉ có lịch sơn hòa thượng là không chút lo âu oh, tiếp xong thánh chỉ bèn nói với khâm sai nếu muốn bắt rùa tinh thì thế nào ngó sen cũng bị hủy hoại, lúc ấy sẽ không còn hạt sen nào để hiến cống lên cho hoàng thượng. Lão Tăng không dám chịu trách nhiệm ấy, xin đại nhân xét cho. Vị khâm sai nghe thế thầm nghĩ, ông lịch sơn hòa thượng này thật là không phải tay vừa, rồi bèn làm bộ xuề xòa cười nói. Nếu bắt được rùa tinh thì về đến Kinh Đô rồi lão thần nhất định sẽ tâu lên sự thật, cầu xin hoàng thượng xá miễn cho các vị, diệt triều cống. Lịch Sơn Hòa Thượng nghe thế cười ha hả. Đại nhân thật là người biết thông cảm cho phận kẻ thấp cổ bé miệng, lão tăng rất khâm phục. Không phải như kẻ khác, ngoài thì thơn thớt nói cười, mà sau lưng lại giết người không giao bằng những lời sàm tấu thật là đáng ghét. Vậy thì chúng ta cùng ra hồ bắt rùa đi. Lịch Sơn Hòa Thượng dẫn đầu chư tăng của toàn chùa, mặc áo cà sa chắp tay cúi đầu, miệng đọc kinh Phật, đến hồ sen, sai người tắt cạn hồ nước, rồi chọn 10 vị tăng mạnh khỏe cường tráng, nhảy xuống hồ bắt rùa mò mẫm như thế liên tiếp ba ngày ba đêm cuối cùng họ mới mò ra được một con rùa đen bằng đá nằm ở dưới cầu vĩnh thọ hòa thượng lịch sơn bảo mấy vị tăng ấy đem dây thần cột chặt con rùa đá rồi đem nó lên xem xét ôi con rùa này nặng tới ngàn vạn cân là ít Lịch Sơn Hòa Thượng chỉ con rùa đen nói với Khâm Sai rằng Thưa Đại Nhân, con rùa đá này tu luyện thành tinh tạo nghiệp tội trên đất phật may được thánh chỉ của hoàng thượng nên lão tăng mới trừ được cái hại này khâm sai bước tới rờ đầu rồi gõ lưng con rùa đảo mắt nhìn quanh rồi nói đây là con rùa đá làm sao có thể ăn dụng hạt sen được nè nói dối là bị tội khi quân chứ không phải chuyện chơi đâu Địch Sơn Hòa Thượng mỉm cười đáp Đại nhân không rõ đó thôi Con rùa này là do bác tiên đánh mất lúc họ qua sông đó mà Lúc đầu nó chỉ là một con rùa nhỏ bằng ngọc đen Nhờ tu luyện lâu năm ở đây Nên mới trở nên to lớn như thế này Ngày thì nó ngủ Đêm mới thức dậy lén ăn hạt sen trên đất Phật Với ý nguyện mau đắc thành chánh quả Mặc dầu nó đã thành tinh nhưng không có phép để thăng thiên hay độn thổ cho nên một khi bị mặt trời chiếu vào rồi thì bao nhiêu công phu tu hành đều mất trọn đại nhân có thể đem con rùa này về hoàn thành thỉnh hoàng thượng xem qua để thấu rõ cho lòng thành của bần tăng đi bắt rùa trừ yêu cho phổ đà sơn Vị khâm sai nọ nghe lịch sơn hòa thượng nói thế thì bán tính bán nghi, cảm thấy thật là khó xử. Con rùa đá nặng cả ngàn cân, nếu đem về kinh thành thì phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Hơn nữa, phải đi đường biển xa xôi, trên biển gió thuận thì không nói gì, mà nếu gặp gió mưa bão bùng thì thật là không thể kham nổi lao khổ. Ông bèn làm bộ thân thiết nói rằng, nay pháp sư đã hàng phục được yêu tinh trừ hại cho đất phật lão thần sẽ về tâu điều này lên cho thánh thượng là được rồi còn con rùa đá này thì thôi cho nó ở lại đây sau này bắt nó đội bia vậy lịch sơn hòa thượng nghe khâm sai nói thì trong bụng mừng thầm vội cúi đầu tạ ơn tuân mệnh Khâm Sai biết bản lãnh của lịch Sơn Hòa Thượng không dám nấn ná ở lại lâu, đành tiêu nghiễu trở về kinh báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Hoàng đế. Từ đó, Phổ Đà Sơn không còn phải triều cống hạt sen cho vua nữa. Về sau có người nói chính lịch Sơn Hòa Thượng đã ngầm sai người thả rùa đá đen này xuống hồ trước rồi. Đúng là, sư đi nước cờ cao khâm sai bị hàng phục. 24. giếng thần tiên Ở miệt trên của bãi cát Bách Bộ Sa và phía nam của Kỷ Bảo Lĩnh, có một cái động đá bị cây lá che phủ trong động có một cái đầm nước tên là giếng thần tiên nước giếng ngọt ngào trong rẻo, hạn hán không khô lục lội không tràn khách hành hương qua lại nơi ấy ai cũng dừng chân lại uống một hớp nước tiên họ cho rằng uống nước ấy vào thì mắt sáng bệnh lành sống lâu trường thọ giếng tiên này từ đâu mà có vậy xưa thật là xưa có một anh chàng tiều phu trẻ tuổi dựng một túp lều tranh ở triền núi phía nam để nương thân qua ngày muốn đi từ chùa trước qua tới chùa sau thế nào cũng phải đi qua lều tranh của anh chàng nên khách hành hương thường đứng lại nghỉ chân và xin anh chàng một chút nước uống vì anh chàng thường hay lên núi đốn củi bèn đào một đầm nước nhỏ bên hông túp lều và đóng một cái gáo nước đặt ở bên cạnh để khi mình vắng mặt thì khách hành hương có thể tự múc nước lấy mà uống nhưng gặp lúc hạn hán thì nước trong đầm ấy giống như một bồn nước bùng vàng trở mưa to thì lại trở thành một hố nước bùng vàng phải đợi mấy ngày sau mới uống được vì thế anh chàng tiều phu cứ thấy lòng xốn sang không yên. Một hôm trời thật nóng, anh chàng đang múc nước từ dưới đáy đầm, đổ vào thùng để cho nước lắng xuống, hầu cung cấp cho khách hành hương giải khác, thì đột nhiên thấy từ dưới chân kỹ bảo lĩnh một vị thầy tu cà thọt, cà thọt tiến đến, áo cà sa lam lũ, mồ hôi đầy người, lưng đeo một cái hồ lô vị thầy tu chống một cây gậy thô kệch đến bên đầm nước, cắm cây gậy xuống mà nói, Trời nóng quá, xin thí chủ cho tôi một chén nước uống. Anh chàng tiều phu dội vàng múc từ thùng ra một gáo nước dâng lên vị thầy tu thọt chân, nhưng vị này làm như không thấy mà còn ồm ồm nói rằng, Chú đưa cho tôi mượn cái chén sứ trắng kìa. Anh chàng Tiều Phu ngây người ra nghĩ rằng, ông thầy này sao lôi thôi quá, uống nước lạnh mà còn đòi hỏi này nọ nữa. Bát sứ trắng ta chỉ dành để đựng cơm ăn thôi, phải bán tới nửa gánh củi mới mua được cái bát ấy, chứ đâu phải dễ. Nhưng khi nhìn bàn tay vừa đen vừa bẩn của vị thầy tu đang chìa ra chờ đợi, anh chàng ngượng mồm không từ chối được đành lấy chiếc bát sứ trắng dâng lên cho thầy. Vị thầy tu tiếp lấy chiếc bát, đến thùng nước múc một bát uống và cứ thế liên tu uống mười tám bát. Anh chàng tiều phu thấy thế phải câu mày nhưng lại nhẹ nhẹ thở ra một tiếng nghĩ rằng Ông thầy này thật tội nghiệp, thôi thì để cho ổng uống cho no, cùng lắm là mình tốn chút sức gánh thêm vài gánh nước và cùng lắm là lên núi chặt thêm một gánh củi nữa mua cái chén mới vậy không lâu sau vị thầy tu uống cạn thùng nước chùi miệng toan bỏ đi anh chàng tiều phu lại càng thấy kỳ quái nhưng vẫn lễ độ nói lão sư phụ à khi nào trở về thì ghé lại đây uống nước nữa nha vị thầy tu chân đi cà thọt nghe thế thì bật cười chắp tay lại mà nói với anh chàng rằng Tiểu thí chủ không hiềm, ta uống hết sạch nước và làm bẩn cái chén sứ trắng của chú sao? Anh chàng tiểu phu dội vàng đáp Không không, cho người ta giải khác, ai lại đi tiếc chút nước bao giờ? Vị thầy tu thọt chân bèn cởi cái hồ lô trên lưng xuống Thí chủ cảm ơn chú nhiều. Trong hồ lô này còn chừng phân nửa nước. Ta cho chú đây. Nói xong, thầy bèn đổ nước từ trong hồ lô xuống cái đầm, sau đó gật gật đầu bỏ đi mà không lấy lại cây gậy. Anh chàng tiều phu vô cùng ngạc nhiên, nửa hồ lô nước làm được việc gì đây? Anh chàng nhìn mãi theo bóng dị thầy tu, rồi xoay đầu lại thì, ô kìa, cây gậy đã biến thành một tàn cây rậm rạp xanh tươi, cành lá che phủ cái đầm nước nhỏ xưa. Và lạ chưa, trong chiếc bát sứ trắng, sao lại có một đóa hoa sen trắng như tuyết? Anh chàng nhìn kỹ nước trong đầm, thì ô hay, sao nước lại trở nên trong vắt thế này? Anh chàng tiều phu vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng vị thầy tu thọt chân kia chắc chắn là một bậc thần tiên nên đặt tên cho đầm nước nhỏ ấy là giếng thần tiên. 25. Tám bức tranh quán âm Ở quanh vùng Tô Châu, Hàng Châu, dân chúng thường thờ phụng những bức tranh họa tám tướng của Bồ Tát Quán Âm. Sở dĩ dân chúng rất thích tám bức tranh này là vì ngay từ đầu chính Bồ Tát Quán Âm đã hiện thân tự tay vẽ ra những bức tranh mẫu. Chuyện này có liên quan đến một vị cư sĩ tên là Dương Tích Tước. Vị cư sĩ này có biệt hiệu là Kinh Thạch đã từng làm quan lớn trong triều đình cuối đời từ quan về giường sống ẩn dật dốc lòng làm việc Phật Pháp suốt đời ông luôn thích làm việc thiện hay bố thí đã làm được nhiều việc lợi ích cho dân cho nước ông giao du một cách thân tình với một vị cao tăng đương thời tức là thiền sư viên thông một bên là quan lớn một bên là cao tăng hai bên cùng hổ tương xiển dương phật pháp nên lúc ấy đạo phật rất hưng thịnh một hôm Dương Kinh Thạch đang tụng bài tâm kinh, đọc tới câu Quán tự tại Bồ Tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách. Bèn nghĩ đến công đức của Bồ Tát quán âm đại từ đại bi, bỗng nhiên phát sinh ý nguyện mời một vị họa sĩ tài cao để vẽ một ngàn bức tranh họa pháp tướng của Bồ Tát Quán Âm và đồng thời kèm theo bài tâm kinh để tặng cho người ta đem về thờ. Nhờ thế người ta sẽ càng thêm một lòng hướng thiện và chịu thay đổi những phong tục tập quán xấu. Quyết định như thế rồi, Dương Kinh Thạch bèn đi tìm thiền sư Viên Thông để bàn luận ông bạch giới thiền sư rằng bạch thiền sư những ngày gần đây đệ tử có một ý muốn như thế này bồ tát quán âm vì lòng đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ nên huyền ảo hiển hóa đủ các bảo tướng để cứu độ chúng sinh con đã phát nguyện mời họa sư vẽ một ngàn bức họa bảo tướng của bồ tát tặng cho dân gian để khuyến hóa họ đại sư nghĩ như thế nào thiền sư viên thông nghe thế thì mừng rỡ vô cùng khen ngợi hết lời ông tận tâm tận lực xiển dương phật pháp phát tâm vẽ bảo tướng của bồ tát quán âm tặng cho dân gian để khuyến hóa thế tục đó là một điều thiện công đức vô lượng dương kinh thạch nói tuy nhiên đệ tử có một điều xin thỉnh ý đại sư đó là bồ tát hiện hóa đủ các bảo tướng khác nhau vậy thì đệ tử nên vẽ bảo tướng nào đại sư trí tuệ uyên thâm xin chỉ giáo cho đệ tử diên thông pháp sư trả lời muốn biết tốt nhất nên vẽ bảo tướng nào của bồ tát thì phải chiếu theo thiên quan nhãn quán tự tại bồ tát bí mật pháp kinh tất cả có tám tướng một là Kim Cương Quán Tự Tại Bồ Tát Hai là Giữ Nguyện Quán Tự Tại Bồ Tát Ba là Sổ Châu Quán Tự Tại Bồ Tát Bốn là Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát Năm là Trừ Chướng Quán Tự Tại Bồ Tát Sáu là Bảo Kiếm Quán Tự Tại Bồ Tát Bảy là Bảo Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát Tám là Bất thối chuyển kim luân quán tự tại Bồ Tát. Đó là tám hình tướng của Bồ Tát, mỗi hình tướng diễn tả một loại thần thông khác nhau. Vậy thì cuối cùng nên vẽ hình tướng nào? Bần Tăng không dám chủ quan quyết định, xin mời cư sĩ hãy tự định đoạt lấy. Dương Kinh Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói, Lời sư phụ chỉ giáo rất đúng để tự nghĩ, tốt nhất là mời một vài họa sư đến trước hết dặn họ tắm rửa trai giới thanh tịnh xong thỉnh bồ tát ban cho một điềm lành thị hiện bảo tướng cho họ thấy họ thấy bảo tướng của bồ tát rồi thì chiếu theo đó mà vẽ làm như vậy là đúng nhất diên thông pháp sư đáp làm như vậy rất tốt dương kinh thạch bèn đi mời họa công về vẽ vừa dặn mời được tám người rồi bày tỏ cho họ biết điều mình mơ ước. Tám vị họa công nghe lời Dương Kinh Thạch, tắm rửa trai giới thanh tịnh để cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm ứng mộng cho mình thấy bảo tướng. Nhưng liên tiếp mấy ngày mà không có ai mộng thấy điềm gì cả. Họ không biết bảo tướng của Bồ Tát thật sự như thế nào, nên cũng không biết vẻ ngài ra sao, vì thế họ cảm thấy rất khó xử vừa khéo bồ tát quán âm đi ngang qua chỗ ấy biết rằng dương kinh thạch muốn vẽ tranh của mình mà đang gặp khó khăn nên ngài hóa thành một anh chàng tú tài áo trắng đến trước cửa nhà xin gặp nói rằng mình có sở trường vẽ các loại hình tướng của bồ tát quán âm dương kinh thạch nghe nói có người tự giới thiệu như thế thì mừng khấp khởi vội mời vào gặp mặt Nói chuyện một lúc với Tú Tài, ông rất vừa ý, nhất là khi vị này nói với ông một cách rất thành tâm. Ngài phát nguyện lớn như thế thì làm sao không giúp ngài được, tại hạ đã bảy lần mộng thấy đến Đức Phật nên rất quen thuộc với các hình tướng cùng khuôn mặt của Bồ Tát, ngài muốn vẽ lại thì tại hạ có thể vẽ liền tức thì. Dương kinh thạch mừng không thể tả vậy xin thỉnh tiên sinh thi thố tài năng cho nhưng không biết tiên sinh định vẽ bảo tướng nào tú tài đáp pháp sư viên thông đã nói với ngài rằng bồ tát quán âm có tám tướng thì theo thiện ý của tại hạ mà nên vẽ cả tám tướng mới hoàn mỹ và không thiếu sót dương kinh thạch gật đầu liên hồi tỏ ý tán đồng vậy thì quá tốt rồi thế là ông gọi người xếp đặt bàn vẽ chuẩn bị mực vàng mực bạc bút nghiêng mới tinh cùng giấy trắng thanh khiết và mời tú tài vẽ bạch y tú tài tiến đến trước bàn sắn tay áo cất bút lên bắt đầu vẽ ngọn bút bay trên giấy mau như gió thổi cánh tay cầm bút thoăn thoắt như điện chớp chỉ trong phút chốc là hoàn thành bức hình thứ nhất của bồ tát quán âm tú tài tiếp tục múa bút lại vẽ xong một bức khác không đầy nửa ngày tám bức họa bảo tướng bồ tát quán âm đã vẽ xong tám vị họa công không ai là không tấm tắc suýt xoa khen là đẹp tuyệt còn dương kinh thạch thì mừng vui không bút mực nào tả xiết hãy nhìn tám bức tranh bức thứ nhất kim cương quán tự tại bồ tát là tướng phẫn nộ mặt mũi dữ tợn dáng vẻ giận dữ tướng này có thể nhiếp phục ma quỷ bức thứ hai giữ nguyện quán tự tại bồ tát là tướng đại từ tay trái cầm quyển kinh tay phải bắt ấn giữ nguyện để kết thiện duyên sâu rộng với chúng sinh bức thứ ba sổ châu quán tự tại bồ tát là tướng đại bi bồ tát ngồi nhắm mắt tay cầm sâu chuỗi như thể đang thầm niệm Phật, biểu lộ lòng từ bi lân mẫn của Bồ Tát đối với muôn loài. Bước thứ tư, câu triệu quán tự tại Bồ Tát là tướng viên thông, Bồ Tát ngồi kiết già phu có ba mặt, khuôn mặt chính vui vẻ, đầu đội thiên quang trên mũ có hóa thân A Di Đà Phật. Khuôn mặt bên trái giận dữ đáng sợ, tóc tay dựng đứng, đầu đội nguyệt quang khuôn mặt bên phải cau mày tức giận, răng nanh chĩa ra ngoài. Bồ Tát có sáu cánh tay, một tay cầm dây thần, một tay cầm hoa sen, một tay cầm đinh ba, một tay cầm rìu, một tay bắt ấn thí vô úy, một tay cầm bảo trượng như ý. Tướng này biểu thị Bồ Tát muốn câu những con cá trời và người đem lên bờ giác ngộ. Bức thứ năm Trừ chướng quán tự tại Bồ Tát là tướng phổ chiếu một đầu ba khuôn mặt tay phải cầm gương báu tay trái bắt ấn giữ nguyện tướng này biểu thị Bồ Tát có năng lực phá trừ ba chướng ở lục đạo Bức thứ sáu Bảo kiếm quán tự tại Bồ Tát là tướng giải thoát trên đầu hiện hoa sen một tay cầm kiếm báu một tay đưa lên trước ngực tướng này biểu thị Bồ Tát có năng lực diệt trừ lục tặc. Bức thứ bảy, Bảo Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát, một thân ba đầu và sáu cánh tay, là tướng Phấn Tấn. Cả ba khuôn mặt đều hiện vẻ từ bi. Sáu cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí là Bảo Ấn, chuông mỏ, tràng phan bảo kiếm và hoa sen tướng này biểu thị bồ tát đi đi lại lại trong ba giới bức thứ tám bức thối chuyển kim luân quán tự tại bồ tát là tướng như ý mặt ngọc mỉm cười đầu đội mũ báu trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ phật tay nâng bánh xe vàng ra dáng quay bánh xe tướng này biểu thị bồ tát có năng lực diệt trừ các ác nghiệp dương kinh thạch thấy tám bức tranh bảo tướng đã vẽ xong mừng rỡ quá sức tưởng tượng khen ngợi hết lời tú tài nói bây giờ ngài đã có tám bức tranh bảo tướng này có thể để làm mẫu cho các vị họa sư vẽ theo tại hạ không ở lâu được xin cáo biệt dương kinh thạch nhất định giữ lại mà không được kêu người đem bạc nén ra để trả tiền thù lao nhưng tú tài kiên quyết không nhận, còn lấy từ trong ngực áo ra một viên gì như hạt đậu đưa tặng Dương Kinh Thạch. Đây là hạt Tây Phương vô úy tôi tặng ngài. Ngài hãy thường đeo trong người. Nó có thể giúp ngài tiêu trừ mọi tai ương, tăng trưởng trí tuệ và không bao giờ bị hãm hại. Dương Kinh Thạch nhiều lần tạ ơn thân hành tiễn bạch y tú tài ra tận ngoài cửa. Tiễn khách đi rồi. Dương Kinh Thạch sung sướng cầm tám bức tranh bảo tướng Bồ Tát Quán Âm đi tìm Pháp Sư Viên Thông và kể mọi sự cho Ngài biết. Pháp Sư nghe xong hoan hỷ nói với Dương Kinh Thạch rằng Mừng cho ông, Dương Cư Sĩ, hôm nay ông đã được gặp Bồ Tát rồi đó. Dương Kinh Thạch không hiểu gì cả, nói một cách kinh ngạc. Gặp Bồ Tát nào? Ý đại sư muốn nói vị bạch y tú tài vẽ tranh là Bồ Tát quán âm chăng? Diên thông Pháp Sư cười. Đúng vậy. Vị tú tài áo trắng đó chính là Bồ Tát quán âm. Nếu không phải là Bồ Tát, người phàm nào có thể vẽ các bảo tướng được như vậy chứ? Giả dạ lại, nếu không phải là Bồ Tát, ai là người có thể tặng Ngài hạt Tây Phương vô úy? Dương Kinh Thạch bừng tỉnh ngộ, vừa kinh dị vừa vui mừng dạng phần. Ông cảm thấy vinh hạnh vì Bồ Tát đã giáng lâm đến nhà mình vẽ tranh, nên lòng tin vào Phật Pháp càng kiên cố thêm, lòng muốn làm việc thiện càng tăng mạnh thêm. Ông đem tám bức tranh bảo tướng Bồ Tát treo trong đại đình Nhờ tám vị họa công mỗi người lấy một bức mà vẽ theo Vẽ xong bức nào Ông tự tay chép bài tâm kinh kèm theo Và tặng cả hai cho người ta Vẽ như thế tròn một năm Thì ông đã tặng được một ngàn bức Còn tám bức tranh mẫu mà Ngài Quán Âm đã tự tay vẽ Thì ông giữ làm của gia bảo trong nhà truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 26. Bạch Y Quán Âm Sau khi hiển hóa ở Trung Nguyên rồi, Bồ Tát Quán Âm bèn đi dân du ở biển Tây. Hôm ấy, vừa đúng phiên chợ ở trấn Phù Dung, một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân núi Phong Hoàng. Người qua kể lại đông đúc náo nhiệt, chen chúc nhau trên mọi nẻo đường. Cứ dọc theo con đường lớn đi thẳng về phía trước, thì ở góc đông bắc của chợ sẽ thấy có một tấm bảng viết bốn chữ lớn: chữa bệnh cứu đời, đập ngay vào mắt. Nhìn kỹ, sẽ thấy dưới tấm bảng ấy có che một tấm lều giải sáu cạnh màu xanh. Trong tấm lều, có một ni cô xinh đẹp thanh tú, với vẻ mặt hiền lành dễ mến, cùng hai cô chú sa di nhỏ khiêm tốn nhã nhặn ngồi bên cạnh. Người ta làm sao biết được ba người ấy chính là Ngài Quán Âm cùng Long Nữ Thiện Tài Hóa Phép Biến Thành. Vừa đúng lúc ấy có một cụ già tay chống gậy đi đứng khổ sở khập khiễng bước vào lều, quỳ xuống đất nghe bịch một tiếng, nước mắt tuôn xuống đầm đìa trên gò má già nua cầu xin rằng: "Này sư đại từ đại bi, xin cô trị giùm tôi cái chân què này, nếu không thì mẹ già, vợ yếu và con thơ khó bề sống sót." tôi gian cầu ni sư. Cụ già khóc ngất, khuôn mặt tiều tụy hằng lên những nếp nhăn đau đớn khổ sở, khiến ai nhìn cũng phải xót thương. Ngài quán âm quan sát tình cảnh ấy, trong tâm tự động khởi lên lòng từ bi, dội vàng đỡ ông lão dậy mà hỏi một cách hòa nhã thân thiết. Thưa bác, chân bác bị sao vậy? Ôi trời ơi! Ông lão thở dài một tiếng và kể lễ nguyên do với một giọng nói đẫm lệ. Số là, ở trấn Phù Du, có một ông quan lớn, ỷ có người cậu làm tể tướng trong triều nên độc ác tàn bạo, coi trời không bằng dung, trong chu vi một trăm dặm dưới chân núi phong hoàng, không ai là không biết tiếng hơn nữa ông có một thằng con trai, đó là một cậu công tử bụng dạ nham hiểm, chỉ biết chơi bời leo lỏng, treo hoa gẹo nguyệt, thật là một tên ác bá khét tiếng một vùng. Trăm họ không ai là không oán hận tên nghiệt chủng này và đặt tên cho hắn là con cọp họ hoa. Ông lão nói trên là một trong những người làm công trong nhà họ hoa này. Có một buổi tối nọ con cọp họ hoa mò đến cửa phòng cô em vợ hắn ông lão ngỡ đâu là kẻ cướp vào nhà trong cơn hoảng hốt vớ lấy bình hoa ném vào người hắn con cọp họ hoa thẹn quá hóa khùng bèn đánh đập ông lão một trận chết đi sống lại từ đó chân ông trở nên tàn phế ông quan cha biết con làm chuyện đồi phong bại tục không những đã không dạy dỗ mà còn trách mắng ông lão làm dở bình hoa của mình rồi không chữa trị cho ông lão lại chê ông đi đứng không nhanh nhẹn nữa nên đá ông ra khỏi nhà ngài quán âm nghe xong an ủi rằng thưa bác bác đừng buồn khổ lo lắng gì nữa bần ni sẽ chữa lành chân cho bác long nữ thiện tài vội dìu ông lão ngồi lên cái ghế gỗ Ngài quán âm dùng tay xoa chỗ bị thương, rồi quan sát kỹ lưỡng bệnh tình, xong nắng bóp chữa trị. Không lâu sau, Ngài để cho ông đứng dậy đi thử. Ông lão đi vài bước, thấy mình đi đứng dễ dàng nhanh nhẹn như xưa, không còn thấy đau đớn nữa, chẳng khác gì người bình thường. Ông bất giác kêu lên ôi đúng là thần y chỉ trong phút chốc mà ni sư đã chữa lành cho tôi cái chân tàn phế cả năm nay rồi nói xong ông vội quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ không ngừng bàn tay run run thò vào ngực móc ra một vài đồng bạc lẻ dâng lên cho ngài quán âm nhưng ngài đời nào chịu nhận tiền vội đỡ ông lão lên nói bác ơi không có gì đâu chữa bệnh cứu đời là bổn phận của bần ni mà trở lại người bị đặt tên là con cọp họ hoa tên thật của hắn là hoa tuấn phương lúc ấy đang ở nhà cùng phu nhân làm bộ ve vãn nói những lời cợt nhã Hoa công tử mặt mày sáng sủa, dáng người hiên ngang chững chạc, chỉ có con mắt là để lộ ra một thứ ánh sáng tham lam dâm đảng. Phu nhân lâm sang trân, tuy ăn mặc sang trọng trang điểm lộng lẫy vàng ngọc đeo sáng lòa, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia không giấu được nét tàn phá của thời gian, những nếp nhăn nơi đuôi mắt nói lên một cách vô tình rằng tuổi thanh xuân của phu nhân đã bắt đầu qua rồi lối trêu ghẹo cợt nhã của hoa công tử làm cho phu nhân ghê tởm và buồn nôn lúc ấy cô a hoàng ngọc hương mở cửa bước vào phòng thưa rằng bẩm quan bẩm phu nhân có tiểu thư mỹ nương đến chơi tiểu thư mỹ nương tên thật là lâm sang mỹ em ruột của phu nhân lâm sang trân là một cô gái nhan sắc mặn mà da dẻ nõn nà mịn màng ở lâm gia phủ cách trấn phù dung không xa cha mẹ đã qua đời lại không có anh em phu nhân sang trân mong muốn em gái ở lâu với mình nhưng chuyện không hay xảy ra năm ngoái với anh rể khiến cho mỹ nương không bước chân đến hoa gia từ lâu Sang Trân nghe nói có em gái tới chơi mừng rỡ vô cùng, dội vàng tiến ra cửa đón chào. Nhưng khi Mỹ Nương thấy chị thì nước mắt tuôn như mưa, bi thương thống khổ, nhào vào lòng chị mà kêu ú ớ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hoa Tuấn Phương đứng cách đó không xa, nhìn sang Mỹ, rồi nhìn qua Ngọc Hương thở dài mà nói. Lạ chưa kìa, làm sao một cô gái trẻ tuổi như vậy đột nhiên biến thành câm. Sang Trân cũng chất vấn Sảo Nhi, cô A Hoàng duyên theo bầu bạn với mỹ nương. Sảo Nhi quỳ xuống đất run rẩy sợ hãi mà thưa rằng: "Tội nô tỳ đáng chết." Đêm qua cô nương vừa mới thổi đèn đi nghỉ thì bỗng nhiên có một người đàn bà mang mặt nạ xông vào phòng. Cô nương la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Nô tỳ ở phòng bên cạnh nghe rất rõ nhưng khi qua đến thì không còn thấy tâm hơi người đàn bà bịt mặt kia nữa. Nô tỳ dội vàng lay tỉnh cô nương, cho cô nương uống chút nước thì cô nương an tỉnh trở lại. Hôm nay sáng sớm, cô nương thấy đau nơi cổ họng, sau đó thì nói không ra tiếng nữa. Sang Trân rất ngạc nhiên, nhưng thấy em mình cứ ú ớ, thì vừa đau lòng vừa lo sợ. Ôm em gái vào lòng, khóc òa lên khiến ai nấy hoảng hốt, không biết phải làm sao. Vừa đúng lúc ấy tên gia đình của nhà họ Hoa từ phiên chợ trở về, gọi Hoa công tử sang một bên, kể lại chuyện có một ni cô xinh đẹp tuyệt trần vừa đến thị trấn của mình và nhắc đến tài trị bệnh cao siêu của ni cô. Nghe thế công tử mê mẩn, hiếp cả mắt, bèn quay trở về phòng nói với phu nhân. Nương tử, A à, cậu mới kể rằng ngoài chợ có một vị thần y có thể chữa bệnh, không bệnh nào là không chữa được. Hay là chúng ta đi mời cô ta về đây chữa bệnh cho Mỹ Nương? Sang Trân ngừng khóc tức thì vội giả dục chồng mau ra phố nghênh tiếp thần y về hoa công tử và a cẩu vội chạy ra chợ thấy ở dưới tấm lều vải xanh có một thiếu nữ cốt cách thanh nhã đoan trang má đỏ môi hồng nước da trắng mịn cử chỉ cao quý vai khoác một tấm áo bào trắng tinh phủ dài xuống đất như một dòng thác trắng đôi mắt cô như hồ nước mùa thu nhưng vô cùng tinh anh thâm thúy Cả đời hoa công tử chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp giường ấy, nên cứ đứng chết trân ở đó mà nhìn một cách đắm đuối. A à cậu thấy thái độ chủ nhân như thế, dội giật chéo áo của công tử. Lúc ấy, con cọp họ hoa mới sực tỉnh, lập tức tiến đến chào hỏi. Ngài quán âm đang một mặt bóp lưng cho một bà lão một cách chuyên chú, một mặt hỏi. Quý công tử đến đây muốn khám bệnh chăng? À, không không, à, tôi đến đây thỉnh ni sư về. Hoa gia là một gia đình danh giá, đình diện lầu cát hoa lệ khỏi cần nói. Chỉ biết là, ngài quán âm được mời đến gian nhà giữa, lập tức khám xét cổ họng của Mỹ Nương, nhận định rằng bệnh của cô là do một chất thuốc gây ra. Ngài rất ngạc nhiên, ngước mắt nhìn quanh một vòng, quan sát chị em họ Lâm và hai cô A Hoàng, Ngọc Hương và Sở Nhi đứng bên cạnh. Thần thái của mỗi người mỗi khác khiến Ngài hiểu được phần nào mọi sự. Ngài vỗ về cánh tay Mỹ Nương an ủi. Tiểu thư đừng lo, bần ni có cách chữa. Nói xong, Ngài lấy ra một cây kim bạc bắt đầu châm cứu cho mỹ nương đột nhiên mỹ nương bật kêu lên chị ơi rồi khóc lớn chuyện lạ xảy ra khiến cho cả hoa gia trên dưới đều bị kinh động người làm công dập dìu tiến đến bái kiến vị thần y này hoa tuấn phương rất lấy làm đắc ý xua tay quát bảo bậy đâu mau dọn tiệc rượu ra đây cho ta tạ ơn vị ni sư y thuật cao minh này một cách trọng thể coi. Ngài quán âm dội vàng lắc đầu từ chối. Không nên, không nên phí phạm như thế, trà lạc cơm nguội là đủ rồi. Rồi ngài nói tiếp ngay, trời đã tối, thầy trò bần ni không có chỗ nghỉ đêm, xin quan lớn và phu nhân bố thí cho một chỗ nghỉ nhờ một đêm, không biết có được không? Long nữ thiện tài ngầm biết ý ngài Nên cũng lên tiếng cầu xin phụ họa Dĩ nhiên Hoa Tuấn Phương rất đẹp lòng Vui vẻ trả lời Được được đừng nói một đêm Chỉ cần đi sư đồng ý tới đây ở Thì cả đời Cũng là điều vinh hạnh cho hoa gia này Phu nhân sang trân Nghe thế lườm chồng Một cách khinh ghét Nhưng ngài quán âm vẫn giữ nét mặt Tự nhiên đáp A-di-đà-phật đa tạ thí chủ. Ăn cơm tối xong mọi người phân tán, già trẻ lớn bé đều trở về phòng ngủ của mình. Ba thầy trò ngài quán âm về căn phòng nằm ở gian bên phải của căn nhà mà nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, ngài quán âm như biết trước chuyện gì vội lay long nữ thiện tài dậy ba người bước lên một án mây lành, bay lên không trung, đứng ở phía trên sân vườn hoa gia mà nhìn xuống, quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh ở phía dưới. Trong bóng đêm mênh mang, ánh trăng bàn bạc, hoa tuấn phương vừa mới tỉnh cơn say rượu, rời khỏi ghế ngồi, rón rén trở về phòng. Nhờ ánh sáng trăng, thấy phu nhân đang say giấc nồng, hắn bèn lẻn ra ngoài, đi thẳng tới cái chổng ở gian nhà bên phải, nơi ba thầy tròn ngài quán âm nghỉ đêm. Nào ngờ, cửa chỉ khép hờ, trong phòng không một bóng người con cọp họ hoa như cái bong bóng xì hơi, tức giận vì không ăn được quả tươi đã làm cho mình thèm rõ giải cả ngày hôm nay, bèn dứt khoát phóng lao phải theo lao, thu hết can đảm, mò đến cửa phòng của Mỹ Nương ở gian nhà bên trái. Đúng lúc hắn đang mò mẫm tìm con dao nhỏ, đã chuẩn bị sẵn trong người để cậy then cửa thì nghe, veo một tiếng, một bóng người mang mặt nạ phi tới như tên bắn hoa công tử bị đánh một chưởng ngã lăn xuống đất đang định la lên cầu cứu thì bị người mang mặt nạ kia đưa tay bịt miệng con quỷ háo sắc làm cho cô nương đây hết hồn người bịt mặt nói khẽ hoa tuấn phương nghe giọng người đàn bà rất quen thuộc nhìn kỹ thân hình liền hiểu ngay cô ta là ai bèn hung dữ nói rằng Mày là gì mà dám xen vào chuyện của ta không xen thì thôi tôi định gọi phu nhân vậy hoa tuấn phương biết mình đuối lý không dám làm to chuyện chỉ đành để cho người đàn bà bịt mặt muốn làm gì thì làm ngoan ngoãn đi theo cô ta đến ngọn giả sơn ở vườn hoa sau nhà dưới một gốc liễu người đàn bà nọ như không chờ đợi được nữa, ôm chầm lấy hoa công tử, dán chặt bộ ngực đẩy đà của mình vào người hắn. Gái lăn loàn gặp quỷ háo sắc, chuyện cậu thả đương nhiên khó tránh. Hai người ôm nhau lăn xuống đất, chốc chốc có tiếng thì thà thì thầm, chốc chốc gian lên những âm thanh dâm đảng lanh lãnh. Cưng ơi, nàng đến phòng Mỹ Nương làm gì vậy? Hoa Tuấn Phương chua chát hỏi. Hừ, chàng là con cọp họ hoa, chắc bị con yêu tinh ấy hớp hồn nên chưa chịu chừa. Nói cho chàng biết, có thiếp thì không có nó, đừng có mơ tưởng hảo huyền. Nghe thế hoa công tử kinh dị hỏi, Chính nàng hại Mỹ Nương thành người câm phải không? Nàng thật là độc hại, <laughs> nếu chàng không hồi tỉnh mà cứ tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt không nghĩ đến tình vợ chồng không cưới lâu đời của đôi ta thì đừng trách cô nương đây vô tình còn cái cô nico đã mê hoặc chàng chàng hãy đuổi ngay ra khỏi cửa cho thiếp ngài quán âm nhìn thấy tất cả nghe thấy tất cả bèn chắp tay lại lẩm bẩm a à, di đà phật nghiệt tội nghiệt tội như một tấm lụa xanh vô tình che đậy mọi tội ác màn đêm từ từ lùi bước sáng hôm sau ở sân lớn của vườn nhà hoa gia mọi sự đều diễn tiến như mọi ngày thường người làm công dậy sớm chùi rửa dọn dẹp đột nhiên nghe từ gian nhà trái có tiếng thét lớn a à, khiến cho không khí tĩnh mịch của sân vườn bỗng trở nên hỗn loạn mọi người chạy túa đến chỉ thấy cô a hoàng xảo nhi mềm nhũng nằm dưới đất mặt mày xanh mét nhìn lên giường thì thấy mỹ nương hôn mê bất tỉnh máu tươi từ đôi mắt tuôn ra lai láng chính trong lúc mọi người đang luống cuốn thì vị nico hôm qua đã bước tới gần trấn tĩnh đừng lo bần đi có thuốc đây nói xong nico lấy một viên thuốc màu vàng bỏ vào miệng Mỹ Nương. Chỉ một lúc sau Mỹ Nương tỉnh dậy, nhưng còn rất đau đớn, mở mắt ra không nhìn thấy gì cả. Hoa Tuấn Phương đứng một bên quát rằng, Cô dùng phép phù thủy yêu ma gì mà mới chữa bệnh câm hôm qua, hôm nay lại biến thành bệnh mù. Bái đâu, lôi cô ta ra phủ quan nghiêm trị. Lời nói vừa dứt, một bầy chó săn tay sai, đã nghe răng dương vuốt sông tới Long nữ và thiện tài Phất nhẹ bàn tay Không biết tại sao Bọn tay sai lại bị đẩy lùi Loạn quạng luống cuốn Trông thật buồn cười Ngài quán âm nói Một cách ung dung Rành mạch và kiên định Tạm thời bần ni Chưa muốn rời khỏi nơi này Còn cần phải chữa lành Cặp mắt của tiểu thư Mỹ Nương sang trân vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu nói đa tạ ni sư cứu người trong cơn hiểm nạn chị em chúng con suốt đời không bao giờ dám quên ơn sâu đức trọng của ni sư còn quan nhân nhà con nói lời vô lễ xin ni sư đừng để ý giải trừ đau khổ của người khác là bổn phận của bần ni mà Nói xong Ngài Quán Âm bước đến bên giường, tiếp tục trị liệu cho Mỹ Nương, chỉ thấy bàn tay Ngài cách đôi mắt bệnh nhân khoảng ba tấc miệng lâm râm câu gì, từ lòng bàn tay phóng ra những tia sáng màu vàng rực, đưa tới đưa lui mấy lần, trong khoảnh khắc Mỹ Nương đã sáng mắt thấy lại được. Những người đứng tại chỗ chứng kiến được sự việc thần kỳ như thế, không ai là không kinh dị tán thán Hoa Tuấn Phương cũng rất lấy làm lạ, nhưng nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua ở giường sau và những lời nói của người đàn bà bịch mặt, bèn tiến lại gần mà nói: Đa tạ pháp sư, nhưng xin miễn thứ cho tôi, tôi không thể giữ pháp sư ở lại được. A à, di Đà Phật, vậy thì bần ni xin cáo từ ngài quán âm đứng dậy rồi bèn nói với chị em họ lâm rằng phu nhân tiểu thư xin bảo trọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại nói xong cùng long nữ thiện tài chậm rãi ra đi trong niềm tri ân lưu luyến của chị em họ lâm một vài ngày sau có một gánh hát rong dọn về đến thị trấn phù dung gánh hát gồm ba cha con họ đều tự đàn tự hát âm nhạc vô cùng mỹ diệu ai nghe cũng phải khen là tuyệt hôm ấy hoa gia lại treo đèn kết hoa mời ba cha con đến đàn hát giúp vui giọng ca của hai cô gái du dương thanh thúy lời ca lại cảm động thấu tâm can điệu vũ thì lại nhẹ nhàng phất phới như tiên nữ nên chủ tớ hoa gia ai cũng bị hấp dẫn mê say con cọp họ hoa lại mơ tưởng diễn dông cặp mắt không rời khuôn mặt xinh đẹp thân người yểu điệu của hai nàng ca nữ trong phút mê mẩn đến hoa cả mắt không kềm chế được hắn nhéo đùi của mỹ nương đang ngồi bên cạnh sang mỹ xấu hổ đỏ cả mặt phu nhân sang trân thì chỉ lo thưởng thức màn kịch không hề hay biết những gì đang xảy ra xung quanh chỉ có cô a hoàng ngọc hương là nhìn hoa công tử đăm đăm đôi mắt phóng ra những tia ghen hờn tối hôm ấy ba cha con hát rong nghỉ đêm lại ở mái tây giữa đêm mây đen cuồn cuộn sấm chớp ngang trời sau đó là một trận mưa trút nước đột nhiên một bóng đen bước vào phòng của mỹ nương tiếp đến một bóng đen khác cũng bước sau bén gót khi bóng đen thứ nhất bước vào phòng thì mỹ nương đã sợ hãi mà thức giấc rồi mỹ nương ta nhớ nàng muốn chết à đáng lẽ ta phải cưới nàng làm vợ ngay từ đầu rồi nghe tiếng mỹ nương đã đoán ra đây là ông anh rể bất lương cô vừa hận vừa xấu hổ, lấy hết sức bình sinh, đẩy bóng đen đang xông tới. Nhưng sức nhi nữ làm sao đối địch lại với một người hung bạo. Trong phút chốc, con cọp họ hoa đã ôm chặt lấy sang Mỹ. Đúng cái lúc chỉ treo đầu mạnh ấy, bóng đen thứ hai hung dữ tiến tới, nắm lấy con cọp họ hoa, xô sang một bên quát rằng, Đi chỗ khác cho ta. Cũng ngay lúc ấy, một ánh chớp lóe lên sang mỹ nhìn thấy hai người mới tới bịt mặt bằng một tấm vải đen tay cầm một con dao bén nhắm ngay chính mình mà xông tới cô hét lên một tiếng kinh hoàng ngã xuống bất tỉnh hoa công tử vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng người bịt mặt nọ sát khí đằng đằng nói rằng để thiếp đâm chết con yêu tinh này cho chàng đỡ phải ngày đêm thương nhớ Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi dậy cuộn lấy một cái bình sứ đen và xoáng một tiếng, bình sứ bể tan tành, miễn sứ bắn lên tung tóe bốn phía. Một trong những mảnh sứ bể ấy văng lên, trúng ngay vào mắt phải của người bịt mặt. Tuy thế, người này vẫn chưa bỏ ý định giết chết Mỹ Nương. Một tay bưng con mắt phải đang chảy máu lên láng, tay kia hơi dao lên, xông về phía Mỹ Nương hoa tuấn phương chen vào giữa đã không ngăn cản được mà còn bị đâm vào họng thét lên một tiếng thê thảm ngã lăn xuống đất người bịt mặt cố mở to con mắt trái còn lại thấy mình đâm nhầm người thẹn quá hóa khùng bèn nhổ dao trên họng hoa công tử chĩa vào ngực tình địch nhưng làm sao cũng không giới tới được mỹ nương một trận gió mạnh nữa tạt đến khiến người này đầu óc choáng váng lão đảo ngã xuống đụng phải cái bàn con mắt trái không nghiêng không lệch mà lại đâm thẳng xuống góc bàn máu chảy đầy mặt bất tỉnh nhân sự Cơn mưa thịnh nộ không biết ngừng lại từ bao giờ. Một làn ánh sáng bạc ẩn lên ở phương đông. Lâm sang Mỹ trong lòng hãy còn sợ hãi. Mở to đôi mắt hoảng hốt kêu lên. Có biến! Có biến! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Toàn nhà hoa gia trên dưới nghe tiếng hét đều lật đật ngồi dậy. Không kịp sửa soạn, người thì vừa chạy ra vừa cài nút, người thì cứ thế mà lết dép đi. Đến phòng Mỹ Nương chỉ thấy Hoa Công Tử cùng với một người đàn bà bịt mặt đang nằm trong dũng máu. Ai nấy đều sợ thất thần, còn sang trân thì xỉu ngay tại chỗ. A à Cẩu dội vàng lột mặt nạ của người bịt mặt xem là ai. Thì ra không ai khác hơn là cô A Hoàng Ngọc Hương khiến mọi người đều kinh dị sững sờ lúc ấy người cha của hai cô ca nữ đưa đến ba viên thuốc quý bỏ vào miệng vợ chồng họ hoa cùng ngọc hương chẳng bao lâu ba người đều tỉnh lại hết ngọc hương hai tay bưng lấy mắt đau đớn lăn lộn dưới đất hoa tướng phương thì nói không ra tiếng chỉ biết ú ớ loạn lên Sang trân quỳ trước mặt, ông lão dập đầu cầu xin. Thưa cụ, xin cụ làm phước, giúp đỡ, cứu quan nhân nhà con. Dập đầu xuống rồi ngước mắt lên thì đột nhiên thấy cụ già nhân từ kia đã biến thành dị Nico mấy ngày trước. Người xung quanh thấy thế kinh dị há hốc dương mắt nhìn, họ mới hiểu rằng ba cha con gánh hát rong, chính là ba thầy trò dị Nico hóa phép mà thành. Ngài quán âm nghiêm túc trang trọng nói rằng Hòa gia có nhiều điều tà ác Đã tạo ra tội nghiệp quá nặng nề Nhân ác quả ác Nhân thiện quả thiện Tất cả những việc xảy ra hôm nay Là do điều tà ác báo ứng mà ra Nói xong Ngài chấp hai tay lại mà nói nhẹ Tội nghiệp tội nghiệp. A à Cẩu túm lấy Ngọc Hương quát lên: "Có a à đầu khốn kiếp, tại sao mi lại bịt mặt hả? Có phải chính mi đã đâm công tử không?" Ngọc Hương trấn tĩnh, mạnh dạn trả lời: "Tiểu nữ làm sao dám làm như vậy? Chính Hoa công tử đến phòng tiểu thư mỹ nương mưu đồ bất chính, tiểu thư không chịu thuận tùng nên lấy dao đâm công tử." con nghe tiếng chạy đến không ngờ cũng bị tiểu thư đâm mù hai mắt rồi còn lấy vải đen bịt mặt oan uổng oan uổng cho con lắm nhưng làm sao lừa dối qua được đôi mắt huệ của ngài quán âm đêm hôm qua chuyện gì xảy ra xảy ra như thế nào ngài đã biết hết hai trận gió lớn thần kỳ kia là do chính ngài đã thổi hơi pháp từ miệng ra để cứu mỹ nương hòa tuấn phương cực lực muốn biện giải nhưng không nói ra được nửa chữ nóng lòng quá bèn ú ớ loạn lên mồ hôi từ trên đầu tuôn xuống lả chả sang chân dược khổ đau vừa phẫn nộ trong cơn tức giận nhìn thấy cây cột bèn lao tới muốn đâm đầu tự sát nhưng bị ngài quán âm tinh mắt nhanh tay chụp lấy ngăn cản sang Mỹ thấy chị mình quá khổ đau không muốn sống nữa nên dội tiến đến cầu xin. Pháp Sư Tôn Kính xin Ngài cứu mạng cho họ lần này. Ngài Quán Âm đáp Niệm tình Mỹ Nương, tâm địa thiện lương Tôi có thể chữa mắt cho cô Ngọc Hương sáng trở lại và chữa cho Hoa Công Tử nói lại được song với điều kiện là Cô Ngọc Hương, phải nói ra tiền nhân hậu quả tại sao ba lần làm tội ác như thế bằng không sẽ không bao giờ có thuốc chữa sang trân nhìn chồng có miệng mà không nói được giận dữ mắng ngọc hương con ai đầu tiện tỳ còn chưa thú thật nữa hay sao muốn quan lớn đánh chết hả không còn cách nào khác ngọc hương đành phải thú thật tự sự thì ra Cô A Hoàng Ngọc Hương đã gian díu với Hoa công tử từ lâu, nhưng đến khi mỹ nương xuất hiện thì bị công tử đối xử lạnh nhạt. Bị lửa ghen thiêu đốt, cô muốn giết chết mỹ nương để tiếp tục giấc mộng làm vợ không cưới của Hoa công tử, nên lần đầu đổ thuốc câm vào chén nước, lần thứ hai ném vôi vào mắt và lần thứ ba muốn đâm cho chết. Nào ngờ, Nghe đến đây, mọi người căm phẫn sùng sục, bèn tay đấm chân đá con điếm thối tha mà hàng ngày vẫn làm ra vẻ cao nhã kia. Ngọc Hương rút vào góc phòng cầu xin tha mạng luôn mồm. Ngài quán âm bình tĩnh nói, Tội nghiệp đã khai, lẽ ra phải bị trừng phạt nặng nề. Nhưng nay ta niệm tình tiểu thư Mỹ Nương đã có lòng tốt cầu xin cho nên tha cho mấy người phen này nếu không hối cải thì không những bị câm bị mù mà cả tính mạng cũng khó bảo toàn nói xong ngài chắp tay tụng kinh kim cang và đọc chú đại bi để tiêu tai trừ bệnh cho hai tội nhân chẳng bao lâu sau hoa tuấn vương nói lại được và ngọc hương cũng thấy đường lại như cũ chủ tớ hoa gia đều quỳ mọp xuống đất khấu đầu lạy tạ Hoa Tuấn Phương càng cảm ơn sâu vô tận nên muốn cúng lụa cúng tiền, tuy nhiên tất cả đều bị ngài quán âm cự tuyệt. Hai chị em họ Lâm thì nước mắt đoanh trồng không nói ra được lòng cảm khái của mình lúc ấy ba thầy trò ngài quán âm ra đến giữa sân bỗng nhiên trên đất bằng bỗng cuộn lên một đám mây trắng ba người bước lên án tường dân ấy đám mây bay lên không trung rất mau trong phút chốc ba người xuất hiện chân tướng lúc ấy mọi người mới biết vị ni sư kia thật ra là bậc bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm quán thế âm còn hai cô cậu sa di nhỏ chính là long nữ và thiện tài đồng tử vẫn đứng hai bên phải trái của ngài quán âm họ thấy ngài quán âm mặc tấm cà sa trắng vai khoác chiếc áo khoác dài bằng bạc đầu đội phong mão kiểu nữ tóc thả dài đi chân đất tay trái cầm hoa sen, tay mặt bắt ấn giữ nguyện, khuôn mặt từ bi hiền hậu đoan trang khả kính, vô cùng trang nghiêm. Ba pháp tướng của ba vị theo từng đóa từng đóa mây trắng lơ lửng từ từ biến mất. Mọi người vừa kinh sợ vừa vui mừng, quỳ lại một cách chân thành, miệng không ngớt niệm thánh hiệu của Ngài từ đó về sau toàn thể hoa gia đều quy y phật pháp trong nhà có thờ một tấm tranh vẽ pháp tượng bạch y quán âm sớm tối thắp hương cầu nguyện thời thời cúng dường và đâu đâu cũng nghe tiếng tụng niệm tâm trí họ từ từ khai mở bước lên con đường đạo làm thiện tích phước hoa công tử nhờ được huân tập phật pháp nên chuyên tâm dồi mài kinh sử về sau được bản vàng đề tên ra làm quan thì làm việc chính sự một cách thanh liêm kính tin phật pháp được mọi người ai ai cũng ủng hộ kính mến ngay tại hoa phủ trong ngoài mọi người hòa thuận an lành trên dưới vui vẻ tranh vẽ ngài quán âm hiển hóa được hậu thế đặt tên là bạch y quán âm. 27. Bia dương chi quán âm Đương gia hòa thượng của Am Dương Chi tên là Như Quang có giữ trong Am một bức tranh do vị họa sĩ nổi danh đời đường là Diêm Lập vẽ Đó là bức Quán âm đại sĩ Đồ Tượng. Tranh vẽ Quán âm đại sĩ đầu đội mão châu ngọc, khoác áo gấm, tay phải cầm cành dương liễu, tay trái cầm tịnh bình, linh động như người sống, thật là diệu tướng trang nghiêm. Có một bức họa nổi tiếng như thế, am dương chi rất là tấp nập, nào những bậc học sĩ phong nhã, nào khách hành hương đến lễ núi phổ đà, ai cũng muốn đến nhìn ngắm lễ bái ngày nào khách khứa cũng đến như nước chảy xiết không ngừng khiến cho am dương chi nổi tiếng như cồn có người khuyên như quan hòa thượng nên đem bức tranh quý vẽ pháp tượng bồ tát quán âm treo trên chánh điện nhưng ngài sợ đông người tạp nhạp làm hư hoại bức tranh nên chỉ thờ bức tranh ấy trong một thiền phòng ở viện sau một hôm, có một cụ già quát thước tóc bạc phơ đến am dương chi, đứng trước bức tranh quán âm ngắm nghía thật lâu, chân đi không đành. Hòa thượng Như Quang thấy thái độ cụ già như thế, bèn đến chắp tay xá. Thí chủ có vẻ ái mộ bức tranh này. Cụ già cũng vái trả đáp lễ rằng, Đẹp lắm, đẹp lắm, bút tích thật là tuyệt diệu, đáng cho hậu thế khâm phục. Tại sao Pháp Sư không cho tạc bức tranh này lên đá, thờ trên chánh điện cho đại chúng lễ bái? Hòa Thượng Như Quang nghe thế thật đúng tâm ý của mình nên dội đáp. Thưa đúng vậy, ý của cụ rất hay, nhưng hiện nay tìm đâu cho ra một người thợ điêu khắc tài hoa tinh xảo. Cụ già nói, nếu pháp sự không chê thì có thể để cho lão tạc thử xem có được không? Hoa thượng nhìn lão già trơn trơn gật đầu đồng ý. Hôm sau, cụ già cõng một khối đá xanh bằng phẳng trơn tru đến phòng thiền ở diện sau. Cụ ngồi trước bức tranh ngắm nhìn nguyên cả một ngày rồi cười cười bỏ đi. Hôm sau nữa, cụ già lại cõng đến đủ thứ dụng cụ khắc tượng, lại ngồi trước bức tranh ngắm nhìn nguyên cả một ngày, rồi cười cười bỏ đi. Cụ già ngồi trước bức tranh ngắm nhìn ba ngày, rồi suy nghĩ thêm ba ngày. Đến ngày thứ bảy, cụ cầm cây bút tre chuyên chú vẽ lại bức tranh trên khối đá xanh. Vẽ xong, cụ bèn dùng mũi nhọn và sắt của cái đục, vừa đục vừa tạc, bắt đầu điêu khắc. Hòa thượng Như Quang sai người đem cơm chay đến, cụ không dùng, cho người đem trà thơm lên, cụ không uống, cứ thế cho đến khuya khoắt, cứ bon 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 mà đục mặt khắc liền tay. Không biết trải qua bao ngày bao đêm như thế, đột nhiên một đêm nọ, tiếng bon bon ngừng bặt. Hòa thượng Như Quang dội vàng mặc y áo, ra khỏi giường đến phòng thiền ở phía sau xem xét thì không thấy cụ già đâu nhưng có một bia đá tạc hình ngài quán âm đã dựng ở đấy rồi và bức tranh tạc trên đá giống hệt như bức tranh mẫu hòa thượng như quang rất hài lòng đem phiến đá tạc hình ngài quán âm thờ ở chánh điện từ đó khách đến am lễ bái lại càng đông hơn nữa đến năm dạng lịch nhà Minh có một đêm tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, am dương chi bị lửa cháy, lửa cao tới trời, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. Bức hình ngài quán âm cũng không thoát khỏi ách nạn. Hoa thượng Như Quang xông tới, đống ngói còn nóng như thiêu đốt, dùng tay trần mà bới mà đào vẫn không sao tìm thấy bia đá có tạc hình ngài quán âm ngài cứ quay cuồng nơi ấy tâm lo lắng như nung như nấu chúng tăng trong chùa thấy hòa thượng như vậy một mặt thì an ủi một mặt thì chia nhau đi các núi các thung lũng tìm kiếm nhưng tìm khắp núi phổ đà cũng không tìm ra dấu vết một buổi trưa nọ có một chú tiểu đến trước mặt hòa thượng nói Sư phụ ơi, đừng khóc nữa, báo tượng Bồ Tát Quán Âm đã trở về rồi. Ngài Như Quang mở đôi mắt nhòa lệ nhìn chú Tiểu nói, Còn đừng nói lời an ủi ta, ta đau lòng quá rồi. Chú Tiểu thành thật nói, Thiệt mà sư phụ, đệ tử có bao giờ nói dối đâu, không tin thỉnh sư phụ tới xem. Hòa thượng như quan nửa tin nửa ngờ, theo gót chú tiểu đến cửa Nam Thiên. Thoáng nhìn, ngài thấy trên một bãi cát không xa bờ biển, bia đá có khắc tượng dương chi quán âm nghiêng nghiêng tựa trên mặt một tảng đá ngầm. Sáng loáng, phát quang dưới ánh mặt trời, tợ như từ dưới biển trồi lên, nổi trên mặt nước mới tấp vào bờ dậy. Hòa thượng Như Quang mừng không thể tả, lập tức bảo chúng tăng khiêng bia về am. Làm sao bia dương chi quán âm lại từ dưới biển trồi lên? Nguyên do là đêm tối trời ấy có một tốp giặc lùng lén mò lên phổ đà sơn, không ăn cắp được tranh, bèn lấy trộm quán âm bia rồi còn đốt cháy am dương chi nữa có ngờ đâu khi tàu cướp vừa đến biển liên hoa một trận gió dữ thình lình nổi lên tàu giặt mất phương hướng bị sóng xô dạt tới cửa nam thiên hút phải đá ngầm khiến tàu bị lật bia đá quán âm mới dựa nghiêng trên mặt tảng đá ngầm như vậy tìm được bia đá rồi trước hết hòa thượng như Quang đem bia tới chùa phổ tế thờ tạm đợi am dương chi xây lại xong mới nên tiếp bia về nguyên xứ cho đến ngày nay hệ đến phổ đà sơn du lịch ai cũng muốn được ngắm nhìn một lần tấm bia quán âm đã thoát được tai ách lớn và nghe lại một lần truyền thuyết của tấm bia ấy